Chào mừng các bạn đã trở lại trở lại với kênh của mình, và đại ca đây. Và hôm nay chúng ta sẽ làm những bài tập SRAT, loại lập trình cấp tiểu học, dạng vị hình. Và hôm nay chúng ta sẽ làm dạng vị hình bài 5 nha. Rồi giờ chúng ta sẽ bắt đầu nè. Nếu các bạn thích video này thì các bạn nhớ nhấn một like và subscribe nha. Giờ chúng ta hãy bắt đầu nè. Thì bài năm hôm nay chúng ta làm trong dạng vị hình tiểu học đó chính là bài vị lá cờ. Bài đó đã từng có trong đợt thi thành phố Quy Nhơn Bình Định năm 2019 rồi. Và mình chỉ nói thông tin về cái bài này là hình binh hình là bài vị lá cờ, nó chỉ có một cái hình này, và hình bên ấy được tạo thành bằng 15 hình tam giác có cạnh 40 bon. Và nó có hai chi tiết nữa là tô màu mỗi hình tam giác một màu, chiều màu trắng. Lầu cán cầm màu tím. Nên là giờ người ta nói cái ba rồi đúng không? Giờ người ta nói cán cầm màu tím là cái phần cây ấy, cái cây đồ mai chấm ấy là nó là màu tím, còn mấy cái lá cờ còn lại ấy thì nó chỉ là tô một màu gì cũng được, nhưng mà nó sẽ không có màu trắng nha, trừ màu trắng. Nên giờ chúng ta sẽ bắt đầu nè. Thì trong bài tập nó cũng nói là hình bên được tạo thành 15 hình tam giác cạnh 40, vậy thì 15 đúng không? Mà vị lá cờ nó chỉ có một cái cán đó là cái cây đồ mai chấm ấy. Chúng ta chỉ bật vào khói của tôi, nó là tạo một khói à, chúng ta đặt tên nó là vị lá cờ đấy. Rồi chúng ta chỉ bật là chạy mà không làm mới màn hình để cho nó chạy một mạch luôn. Rồi nhấn ok. Và cái thủ tục lá cờ này, vì lá cờ này đấy thì nó sẽ giúp ích cho chúng ta trong cái việc vẽ 15 hình vẽ 15 hình tam giác có cạnh 40. Rồi chúng ta cùng vẽ cái lá cờ luôn. Khi nhấn vào lá cờ màu xanh nè, là chúng ta sẽ chuyên tròn phần mở lòng theo cái bút vẽ đây. Và chúng ta sẽ cho chúng ta chỉ làm phần chuẩn bị nha. Đầu tiên là xóa tất cả màn hình, rồi là nhấc bút. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ chọn bút màu và kích thước. Lúc đó thì chúng ta sẽ vẽ cái gán, chúng ta sẽ vẽ cái chấm lá cờ trước, rồi chúng ta mới vẽ mấy cái hình tam giác nữa nha. Mà người ta nói là cái chấm ấy là màu tím, nên chúng ta sẽ đặt là đấy, có 80 nha. Rồi, xong rồi đặt kết thúc bút vị là 2. Và tiếp theo, chúng ta sẽ đặt cái vị trí à. Thì cái trống ấy là nó sẽ, mình nghĩ sẽ bị ở dưới, do những cái lá cờ này vì ở trên nó sẽ bị, nó sẽ không có chỗ trống ở trên nè. Nên chúng ta sẽ cho mấy cái lá cờ tam giác đó ấy, vì ở giữa của cái cán, cái mà đợi chống mấy cái lá cờ ở đó ấy, thì nó ở dưới cung. Nên chúng ta sẽ cho thêm cái lệnh hướng vào phía không, cho hướng vào phía lên trên đấy. Và đi tới điểm x là không, y là âm mấy cũng được, vậy thì âm 20 nha. Nếu là âm 20 ấy thì chúng ta sẽ di chuyển 120 bước để mới đi tới tâm. Cho lúc đó nó cũng vì cái trống luôn. Như vậy đấy. Rồi chúng ta thêm khóa là đặt bút. Rồi giờ chúng ta đã xong cái phần chuẩn bị. Giờ tiếp theo là chúng ta sẽ tới cái phần là phần vĩ. Rồi giờ lúc đó bắt đầu chúng ta sẽ ở dưới đây. Đấy, chúng ta sẽ ở dưới đây. Và lúc đó là tọa độ y của chúng ta âm 120. Thì chúng ta sẽ thêm khối lệnh di chuyển 120 bước để cho nó đi tới tâm, đợi vì mấy cái lá cờ tạm giác đó, đồng thời cũng tạo ra cái chấm này luôn. Nhưng thấy các bạn thấy cái chấm nó nhỏ quá nên chúng ta đặt cỡ 10 đi.
đặt cỡ sao cho nó vừa thôi. Rồi. Đâu được rồi đấy. Giờ tiếp theo chúng ta chỉ việc cái lẽ phần lẽ cơ. Nhưng cái phần mấy cái lẽ cơ một tam giác đấy là chúng ta chỉ đặt cái thứ bút vị nhỏ lại. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ cho nhấn vào phần điều khiển, chúng ta cho nó lặp lại 15 lần. Rồi chúng ta cho nó lặp lại 15 lần. Lần do trong hình bơ này nó được tạo thành bằng 15 hình tam giác. Đấy. Lúc đó chúng ta sẽ tìm cái phần vị lẽ cơ. Rồi. Xoay phải 360 chia cho 15. Đấy. Các bạn thấy chưa? Đấy, thành 24 đúng không? Giờ là đừng là cái vị lá cơ này chúng ta sẽ tóm gọn cái vị lá cơ đó vô trong cái thủ tục vị lá cơ. Là lúc vị xong máy nó sẽ quay lại chỗ cũ. Rồi chúng ta cho nó xoay phải 360 chia cho 15. Để mà cho nó vị xong 15 cái lá cơ xung quanh luôn. Giờ chúng ta sẽ lập trình cái thủ tục vị lá cơ à. Để chúng ta cho nó cái lá cơ hình tam giác đây ấy, là mỗi cái lá cơ hình tam giác ấy nó cũng có một cái chấm nữa. Rồi chúng ta cho nó di chuyển cỡ bao nhiêu cũng được. Rồi là cỡ bao nhiêu ta? Vậy thì chúng ta sẽ đặt cái đây là cỡ 80 nha. Đấy. Thôi 80 đúng không? Đấy, đặt cỡ 80. Là tiếp theo là chúng ta sẽ vẽ là cái hình tam giác đó. Mà hình tam giác ấy cho cái lá cơ tam giác đó là nó sẽ được tô màu, nên mình sẽ tìm một cái biến à. Tạo một biến, chúng ta sẽ đặt tên nó là độ dài nha. Ok. Là chúng ta sẽ đặt độ dài ấy thành là trong hình bên người ta nói là trong hình bên được tạo thành 15 hình tam giác, chúng ta biết rồi. Nhưng hình tam giác nó có độ dài cạnh là 40. Nên chúng ta sẽ đặt độ dài 40 à. Đấy. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ lặp lại 40 lần. Là cho nó di chuyển 100 bước. Đấy. Không lộn. Đây lặp lại 40 lần đúng không? Là cho nó lặp lại 3 lần. Là di chuyển độ dài. Rồi ai nó có độ dài 40 đúng không? Rồi chúng ta chỉ cần cho di chuyển độ dài bước. Rồi cho nó xoay phải 120. Đấy. Rồi lúc nó vì xong một hình lầu ấy thì tiếp theo ấy cái lặp lại 4 trong cái lặp lại 40 ấy, chúng ta sẽ thêm cái là thay đổi độ dài một lần âm 1. Là các bạn cũng biết mà, khi mà vẽ một cái hình nào đó ấy, vẽ giống như vẽ một hình đa giác nào ấy, như là hình vuông, hình tam giác, hình ngũ giác, hay là hình lục giác, hay là hình tròn, thì lúc vẽ xong thì chúng ban đầu trước khi vẽ ấy thì nó đứng ở giữa, lúc vẽ xong nó vẫn đi tới vị trí ở giữa ban đầu, giữa như lúc nãy. Rồi lúc vẽ xong ấy chúng ta sẽ thay đổi độ dài một lượng là âm 1 để cho nó vẽ tiếp, vẽ hơn một hình tam giác tiếp, nhưng có điều nó nhỏ. Giờ chạy nha. Lúc này nó vẽ xong ấy là chúng ta sẽ cho nó di chuyển âm 80. Do lúc này chúng ta vẽ cái chấm cho cái lá cơ tam giác à, thì di chuyển 80 đây. Rồi lúc này chỉ cần lùi lại thôi là chúng ta đã xong cái thủ tục này. Giờ chúng ta sẽ chạy. Đấy, các bạn thấy nó được đúng không? Nhưng mà các bạn thấy nó dài quá nên chúng ta sẽ làm cái chấm ấy, đó là âm 150 và di chuyển 150 bước. Đấy, như vậy là được rồi đúng không? Rồi được rồi đấy. Rồi giờ tiếp theo ấy
Để chúng ta cần để làm cho cái nó có màu. Có màu đúng không? Nên nó là chúng ta sẽ cho cái này à. Nó cho cái phần lúc mà khi vị lá cơ xong ấy, chúng ta cho nó chỉnh bút màu một lượng là 10. Lúc chạy ấy thì chúng ta sẽ nó có một màu sắc rất là đẹp đúng không? Hoặc là nếu các bạn muốn làm cho nó đẹp hơn nữa ấy, chúng ta có ở thêm cái chỉnh màu bút đọc là 40 đây à. Là chỉnh màu bút màu thành màu này. Là thay đổi một lượng là 0.1 là 0.01. Chúng ta sẽ thay đổi một lượng là thấp. Nhưng lúc đó chúng ta chỉ nhìn được độ 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 nét đẹp của nó. Đấy. Rồi. Đấy, giờ các bạn mở ơi, các bạn thấy những cái hình đấy nó đều thấy nó sáng bóng luôn. Nếu mà chúng ta làm vậy ấy thì nếu mà lúc thi thì chúng ta chỉ được ăn điểm thôi. Và giờ chúng ta đã xong cái bài này rồi. Thì giờ các bạn thấy nó giống như trong cái hình trong bài tập đúng không nè. Giờ cuối cùng chúng ta chỉ cần nhấn vào nhóm hiển thị và thêm cái khối lệnh ẩn thôi là chúng ta đã xong hết. Ẩn comment đây. Và chúng ta chỉ thấy một cái hình hình lá cờ này. Rồi, giờ video đến đây cũng kết thúc rồi. Thì giờ xin chào các bạn và tạm biệt nha. Lần sau mình sẽ lại nếu các bạn thấy thích video này thì các bạn nhớ like và subscribe cho mình để mà mình có thêm ý chí mình làm thêm những video tiếp theo nha. Giờ xin chào các bạn và bye bye.